chị được biết là chị vừa mới nâng mũi cấu trúc sụn sườn kết hợp với sóng nhân tạo Sugiform được 12 ngày đúng không ạ? Dạ đúng rồi em. Hiện nay thì em thấy cái mũi chị đã rất là đẹp rồi, nhưng mà em xin phép được ghi hình lại cái câu chuyện của mình để cho mọi người cùng được biết về cái hành trình nâng mũi của chị nha. Dạ. Thì đầu tiên chị có thể giới thiệu lại bản thân mình cho tất cả các bạn được biết được không ạ? Mình tên là Nguyễn Thị Hồng Cẩm, đến từ Campuchia. Bên bển chị cũng nghề buôn bán này kia, chị có theo dõi bác cũng mấy năm rồi. Rồi chị mới về đây làm. Cụ thể là mình theo dõi bác bao lâu chị ha? Chị theo bác là cũng 4 năm rồi, chị mới dám về đây làm. Dạ, trong thời gian đó mình có theo dõi thêm nhiều nơi khác không? Và vì sao mình chọn bác chị? Dạ có, lướt qua mà nhìn thấy không có ấy, mà nhìn bác giống như có duyên, là nhìn gương mặt bác có tâm hay là mắt tay gì đó, là chị thích cái chị nói với chồng, khoe với mẹ này kia, xin mẹ với chồng chị đây làm. Dạ, trong suốt 4 năm theo dõi thì mình có thể ở thường xuyên không chị, hay là mình dạ có lâu lâu rảnh thì mình xem? Dạ có, mỗi ngày cứ thấy lướt thấy bác là vô coi nhiễm luôn. Vậy chị. Vậy thì chị có thể mô tả lại chút xíu về cái vấn đề trước đó của mình. Dạ trước đó thì mình có làm ở trên Campuchia 20 năm rồi, mà cái lỗ mũi của mình không có ăn ý, giống như cầm cái đó lắc qua lắc lại nó không có mấy gì đẹp á. Vậy là mình đã từng làm với bác sĩ Campuchia chị ha. Dạ. Và cái vấn đề của mình là do sụn silicone nên nó bị dịch chuyển cái sóng đúng không? Dạ đúng. Ngoài ra thì chị còn không vừa lòng với chiếc mũi đó như thế nào? Không vừa lòng chiếc mũi là giống như nó không được cao, với chất liệu nó không có mấy gì an toàn, với cái lỗ mũi không mấy gì cao á. Có nghĩa là mình cũng muốn thay đổi cái sụn silicone sau 20 năm. Dạ. Bởi vì mình cảm thấy không có yên tâm lắm ha. Dạ đúng. Lúc đó ngày xưa chị có làm là vô cái phòng cũng bình thường thôi, đo huyết áp xong rồi chích thuốc tê rồi làm bình thường, nhưng không có giống như bác ở đây là dẫn mình đi xét nghiệm này kia các thứ, mình không có lo, với mình yên tâm. Lúc mà mình lên làm mũi là mình vui lắm, mình không có suy nghĩ gì hết. À, có nghĩa là so sánh giữa hai lần thì lần trước là làm mũi ở trong một cái phòng phẫu thuật nó đơn thuần, nó không có được xét nghiệm chỉnh chu đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thì đó cũng là lý do khiến chị mong muốn là làm lại ha. Dạ. Và so sánh giữa hai lần thì chị cảm thấy cái lần này tâm lý chị thoải mái hơn ha. Và em cũng thấy rất là vui vì chị có cái sự so sánh nhận định đánh giá như vậy ha. Và ở bác Phương thì chắc là cũng có một chút xíu gì đó tạo nên cái cảm giác cho chị là tin tưởng đúng không? Yeah. Nên mình mới có cái tâm lý nhẹ nhàng như vậy. Yeah. Thì sau khi mà mình giới thiệu bác Phương cho người nhà mình xem thì người nhà chị có đánh giá nhiều bác Phương ạ? Nói chung chị có cho mẹ coi, ông xã coi, gia đình coi. Chồng chị nói là em muốn làm thì em làm đi, mà em có theo dõi kỹ chưa? Chị mới nói là theo 4 năm rồi, thấy bác cũng giải thích này kia rõ ràng, cứ lướt Facebook thấy bác cứ nghiện vô coi hoài luôn. Cho nên chồng chị nói em làm thì em làm đi. Cho tới hôm nay là ngày thứ 12 rồi hả chị? Dạ. Mình được cắt chỉ sớm, thì cho em hỏi là cái nhận xét của mọi người xung quanh về cái mũi mình như thế nào? Gia đình chị với chồng chị với mấy chị bạn với cháu nói là lỗ mũi đẹp, đẹp hơn trước, nhìn không có biết sửa đâu, tự nhiên nhìn thấy khác hơn trước nhiều. Vậy cá nhân chị thấy cái mũi này như thế nào chị? Ok, đẹp, hài lòng. Em được biết là trước đó khi mà mình tìm tới bác Phương á, muốn nâng mũi lại thì bác cũng có nói với chị là cái mũi cũ nó vẫn rất là ổn đúng không? Dạ. Và chị nên cân nhắc là có nên làm hay không. Dạ. Làm hơn thì nó sẽ đẹp hơn một chút xíu ha. Chứ thật ra thì bác không có hề phê phán chiếc mũi của bác sĩ cũ làm. Vậy thì chị nhận định, cá nhân chị là một người khách hàng thì chị nhận xét cái sự tư vấn của bác nó như thế nào? Dạ, sự tư vấn của bác là quá trời ok, bác thật lòng luôn. Bác nói là mũi trước của mình là quá đẹp, hay so sánh 20 năm trước với bây giờ là bác nói vậy là cũng được, mà có một cái là mình muốn đẹp hơn, bay hơn. Cho nên mình thấy bác sĩ có tâm thì mình cho cái tin tưởng cho bác hết, mình không có lo sợ gì hết. Tới hôm nay là được 12 bữa rồi mình cắt chỉ, cảm thấy thoải mái không sao đó. Em rất là chúc mừng về cái kết quả này của chị. Dạ. Và hy vọng là khi chị về Campuchia thì mọi người sẽ nhìn vào chiếc mũi chị và đánh giá tốt về tay nghề của bác sĩ của mình ha. Dạ. Em cảm ơn chị đã lựa chọn Doctor Face bác sĩ Trần Phương. Dạ. Em chúc chị có thật là nhiều thuận lợi trên con đường phía trước nha chị ha. Em chào chị. Dạ, chào.